Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lạy Tổ sư Minh Đăng Quang nói truyền giáo Pháp Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, kính lạy Giác Linh quý Đức Thầy qua giảng, kính bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa nam nữ Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm Bính Thân, tại Đạo Tràng chúng ta được hân hoan cung đính
đón tiếp Thượng tọa Thích Minh Thành, trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, đã đáp lời mời của ban tổ chức. Dù cho Phật sự đa đoan trong mùa an cư kiết hạ, nhưng Thượng tọa cũng đã nhín chút thời giờ quý báu để trở về nơi đây, trao ngọc chuốt vàng qua những lời Phật dạy đến nam nữ Phật tử. Nhà sư xin trân trọng cung kính giới thiệu trên bảo tòa, đó là Thượng tọa Thích Minh Thành. Toàn thể nam nữ Phật tử cho tràng pháo tay nồng nhiệt. Kính bái bạch Thượng tọa, giảng sư, đệ tử chúng con hân hoan đón chào ngài. Vì lòng thương mẫn hàng Phật tử tại các vùng xa xôi hẻo lánh đã đến đây trao đổi trao dồi cho chúng con những lời pháp nhũ tuôn dòng sửa pháp, để chúng con được tắm mát trong ánh hào quang chư Phật. Vào giờ này đã đến thời chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa ban pháp lời cho chúng con được hân hoan. A Di Đà Phật. Xin mời nam nữ Phật tử an tọa để lắng lòng nghe Thượng tọa giảng sư. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Thân Tôn Sư Minh Đăng Quang Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Giác Linh Cố Đại Đức Trụ Trì. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Thành đương nhiệm và toàn thể quý nam nữ Phật tử đang có mặt trong buổi sáng thọ bát quan trai hôm nay. Lời đầu tiên chúng tôi xin được kính chúc Đại Đức Trụ Trì cùng với toàn thể nam nữ Phật tử một mùa bát quan trai giới thành công viên mãn. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, những đứa con thân thương của Đức Phật, những hoàng tử của Như Lai, những công chúa của Thế Tôn, hôm nay tất cả chúng ta hội tụ tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành. Đây là nhân duyên hy hữu, không phải rằng là muốn gặp nhau thì gặp, hay là muốn hội tụ ở đâu thì chúng ta được quyền hội tụ, mà tất cả những điều đó là Phật duyên đã điểm. Hôm nay chúng ta đã có một Phật duyên điểm đạo cho chúng ta, để chúng ta gặp nhau tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành, để chúng ta nạp được cái năng lượng của Như Lai. Mình tu là mình phải nạp cái năng lượng của Phật. Quý Phật tử có thích nạp năng lượng của Phật cho mình không? Một người con Phật mà không nạp năng lượng của Phật thì năng lượng của ma nó tràn vào trong trái tim của mình liền. Mình mặc áo giới, quý Phật tử ơi, cái áo giới của mình ở bên ngoài nó che chở cho mình, nhưng mà cái áo giới bên trong của mình, quý Phật tử có thấy chiếc áo giới bên trong không? Thấy không? Mô Phật không? Cái áo giới bên ngoài con thấy, con mặc, con thấy, con khoác lên trên người con thấy chiếc áo giới bên ngoài, nhưng mà cái hồn của áo giới của con nằm bên trong con chưa thấy. Hồi sáng Đại Đức đã truyền cho mình cái hồn của áo giới rồi đó. Thấy không? Truyền cho mình tám bát quan trai giới, đó là cái hồn của áo giới. Ở đây tất cả chúng ta cứ mặc, cứ khoác lên trên người của mình cái xác của giới thôi, mà quý Phật tử chưa thổi được cái hồn vào trong cái áo giới của mình. Muốn thổi được cái hồn vào trong áo giới của mình thì phải một ngày một đêm tập làm người xuất gia giữ gìn bát quan trai giới. Bát quan trai giới là cái gì? Là tám con mắt để quan sát tất cả những điều sanh khởi trong tâm của chúng ta. Có kiểm tra không quý Phật tử? Có bao giờ quý Phật tử kiểm tra bằng con mắt ở trong tâm mình không? Kiểm tra bằng đôi mắt Phật của mình, để mình làm cho cái hồn giới của mình nó còn mãi trong đây. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, sắp sửa nhập Niết Bàn,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử của người: khi Như Lai diệt độ, các con hãy lấy giới luật mà làm thầy. Giới luật còn thì đạo Phật còn, giới luật mất thì đạo Phật mất. Cho nên hôm nay quý Phật tử ơi, mặc áo giới mà cái giới nó còn đó, thì khi hồn giới nó còn, cái giới nó mất khi hồn giới của chúng ta mất. Cho nên Đại Đức Hội Sáng đã truyền cho nam nữ Phật tử của chúng ta cái hồn của giới. Quý Phật tử mặc cái áo này vô rồi, mình dám mặc cái áo trắng trắng này mà mình gây lộn với nhau không? Dám gây không? Nó giữ cho mình cái tướng. Mình đi cũng không dám đi nhanh, mình làm cũng không dám làm nhanh, mình nói cũng không dám nói chuyện lớn. Mình đi ngang Phật mình biết cúi đầu, mình mặc áo giới này mình biết mình là con của Phật. Thấy không? Cho nên khi quý Phật tử mặc cái áo giới vô rồi, nó che chở cho chúng ta về tất cả những tế hạnh và oai nghi. Một người mặc áo giới mà đi ngoài đường như thế này, trời chưa mưa, mình đi từ 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 từ, trời mưa quý Phật tử có chạy vô không? Có chạy không? Mô Phật con không chạy, con phóng vô không? Tại vì trời mưa con sợ ướt, hiểu không? Cho nên mặc áo giới, cho dù mưa, cho dù nắng, mình vẫn đi như thế mà thôi. Trời đang nắng mình đi bình thường, trời có đổ mưa xuống mình vẫn bình thường như thế mà đi. Hiểu không quý Phật tử? Thì như vậy đó, cái áo giới của mình nó mới có công năng, cái áo giới của mình mới nạp được năng lượng của Phật. Còn đằng này quý Phật tử ơi, mình vô mình tu từ xưa tới bây giờ, quý Phật tử quên một điều duy nhất là mình không nạp năng lượng Như Lai. Hiểu không? Có hai cái quên, có hai cái không nạp năng lượng của Như Lai. Một, con quên sạc. Hai, pin con nó chai rồi. Hiểu không? Cái điện thoại di động mình muốn sạc điện phải nhờ cục pin, đúng không quý Phật tử? Còn bản thân chúng ta, trái tim của mình chính là cục pin năng lượng. Để nó nạp cái năng lượng của Phật. Mình vô mình tu không nạp năng lượng của Phật, tu vô nạp năng lượng của ma không à. Tu vô cái nói xấu lẫn nhau, tu cái bắt đầu nói xấu bà này, nói xấu ông kia. Tu cái phân biệt bữa nay sư cho ăn đồ không ngon, ngày lần trước tu ăn đồ ngon, bữa nay tu ăn đồ dở quá. Mình tu mà mình sạc năng lượng của ma không quý Phật tử à. Cho nên con gái là công chúa của Như Lai, con trai là hoàng tử của Thế Tôn. Mà tất cả chúng ta đã bán đứng tất cả những cái công chúa và hoàng tử con của Phật, mình bán đứng cái chủng tử Như Lai, để rồi mình mãi mãi làm ô xin cho quỷ. Hiểu không? Ai làm ô xin cho quỷ đâu, giơ tay lên coi. Có không? Mô Phật tụi con không dám giơ tay lên, tại vì nguyên một đạo tràng của tụi con là ô xin của quỷ. Tất cả chúng ta đều là nô lệ của ma hết đó quý Phật tử à. Tại sao là nô lệ? Bởi vì mình không nhớ lời Phật dạy, mà mình chỉ biết vâng lệnh của ma. Hiểu không? Không nghe lời Phật dạy thì nói ví dụ như hai người giận nhau, ông Phật nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai mình: con ơi, mình đi tu rồi, mình giữ giới rồi, mình là huynh đệ không à, đừng có chửi họ, nhịn họ đi con. Nhưng con ma nó thỏ thẻ thì thầm: bả là cái gì mà mình phải nhịn? Bả chửi mình chửi bả lại đi. Quý Phật tử nghe lời Phật hay là nghe lời ma? Nghe lời ma. Nghe lời ma không? Thấy không quý Phật tử? Cho nên mình là con Phật mà mình mãi mãi giết Phật. Tội thứ nhất, mình đã làm cho thân thể của Phật chảy máu. Quý Phật tử ơi, không phải cầm cái dao đâm Đức Phật hay là xô đá để cho chân của Phật chảy máu như cái thời của Đề Bà Đạt Đa. Mà quý Phật tử ơi, mình không nghe lời Phật là chúng ta đã vô tình giết Phật rồi đó. Chúng ta đã vô tình làm Phật chảy máu. Vậy thì quy y Phật chúng ta đánh mất. Tam quy không có. Thấy không quý Phật tử? Vậy mà hồi nãy sư nói có tam quy lần thứ nhất, tam quy lần thứ hai, tam quy lần thứ ba đều đọc ganh rách hết. Phải không? Mình trở về với Phật không phải trở về bằng sự co giãn của chiếc lưỡi. Mình về với Phật không phải là sự mấp máy của bờ môi, mà tất cả chúng ta trở về bằng chính trái tim chân thành của mình. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình không nghe lời Phật là giết Phật, mà giết Phật thì làm gì có cái nghĩa quy y Phật. Hiểu không?
Cho nên điều thứ nhất chúng ta coi chừng, chúng ta bích lối con đường đi về Phật, không còn quy y Phật, không có nẻo về. Kiểm tra coi mình có nẻo về chưa. Cho nên điều đó là cái điều mà tất cả chúng ta hay lãng quên, và tất cả chúng ta xem thường và chúng ta ỷ lại quá. Lời Phật dạy, Đức Phật nói làm một điều gì đó phải suy nghĩ đến tất cả những nhân quả của nó. Phàm làm việc gì phải nghĩ đến nhân quả của nó, hiểu không? Nhưng mà quý Phật tử làm rồi, quý Phật tử có nghĩ đến nhân quả của nó không? Có không quý Phật tử? Có những cái quý Phật tử làm, quý Phật tử suy nghĩ đến nhân quả của nó. Thí dụ như là đi bán vàng, quý Phật tử đem vàng ra tiệm bán, suy nghĩ đến nhân quả của nó, bán lời hay lỗ. Nhưng mà vô trong đây rồi không suy nghĩ đến nhân quả của nó, giận là chửi liền, giận là chửi liền, chứ không bao giờ suy nghĩ đến mình giận như vậy là mình thiêu đốt công đức của mình. Cho nên có những cái mà gọi là tục lỵ của cuộc đời, có những cái mà gọi là tiếng gọi của ma, thì mình suy nghĩ bằng nhân quả. Cái nào có lợi cho mình thì mình suy nghĩ bằng nhân quả. Nhưng mà cái đạo đức của mình, cái mà chúng ta dung trồng, quý Phật tử ơi, mình thường thường đánh rơi nhân quả, hiểu không? Ta chửi mình, cái mình chửi lại liền ha. Người ta nói nặng nhẹ mình nói nặng nhẹ lại liền, hiểu không? Mình còn nói một câu thương tôi thương lại, chửi tôi chửi lại. Thì quý Phật tử ơi, làm gì mà chúng ta có một suy nghĩ cặn kẽ, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, thấy không? Cho nên điều thứ hai, bích lối quy y pháp. Thấy chưa quý Phật tử, bích lối thứ hai luôn rồi, làm gì mà có tam quy, phải không? Còn quy y tăng là con đường trở về sự thanh tịnh, trước mắt là trở về với đại đức trụ trì. Trước mắt là trở về với đại đức trụ trì mà thầy hổ thật đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử từ xưa tới bây giờ có lần nào quý Phật tử giận sư trụ trì không? Nói chưa là sai rồi đó. Con không dám giận như là giận bạn bè của con, nhưng mà con cũng giận trong bụng con. Giận mà con không dám nói ra, hiểu không? Giận mà con ngoe ngoẩy con bỏ về, hiểu không quý Phật tử? Vậy thì chúng ta hơn một lần trong đời mình đã từng giận thầy trụ trì, tức là bích lối tăng bảo, thấy chưa? Mà tăng là sự thanh tịnh trong tâm của mình. Người nào vào trong đây tu mà tâm mất thanh tịnh, tức là chúng ta đã giết tăng. Quý Phật tử ơi, mình giết Phật, mình đốt sách của Phật, và mình giết đệ tử của Phật. Ba con đường, ba nẻo chúng ta trở về nương tựa. Quý Phật tử ơi, mình làm cho chỗ nương tựa của mình sụp đổ. Mỗi một con người có ba chiếc ghế để cho chúng ta có thể nương tựa, để chúng ta có thể dựa dẫm vào đó, để mà chúng ta có thể phát triển con người của mình, phát triển đạo đức của mình. Mà quý Phật tử ơi, lâu lâu về giận cái đập cái ghế bỏ, hiểu không? Giận lên, đông đổng lên, hứa với lòng từ đây trở về sau, tôi không bao giờ vô tỉnh Xá Ngọc Thành nữa đâu. Bởi vì tỉnh Xá Ngọc Thành mà còn con mẹ tám là không còn tôi. Thí dụ vậy. Là quý Phật tử ơi, mình đã đốt rồi, mình đã đập đổ một chiếc ghế Phật bảo, thấy không? Rồi thêm cái nữa, quý Phật tử ơi, mình tu, mình là con của Phật, thì Phật dạy sao mình đi như vậy. Hồi đó tới giờ đi như thế thì cứ đi như thế. Người con của Phật đi một đường, đi một hướng, không chông chênh, không nghiêng ngả, không chao đảo. Quý Phật tử hiểu không? Còn đằng này quý Phật tử ơi, người ta nói cái bắt đầu không biết rồi. Sư ở trong tỉnh xá dạy mình đúng hay không, mà sao mình đọc sách kia người ta nói này nói khác tùm lum hết. Thí dụ như sư dạy mình, sư dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ như thế thôi. Nhưng mà mình đọc những cuốn sách khác của những nhà sư nào đó không biết nữa, đó họ nói rằng là niệm Phật đó là sai, không có Phật A Di Đà gì hết, không có thế giới Tây Phương gì cả, làm như vậy là trật, là sai hết rồi. Quý Phật tử chao đảo, quý Phật tử hoang mang. Vậy thì quý Phật tử ơi, chúng ta đập thêm cái ghế thứ hai. Cũng giống như bây giờ mình đi từ Ô Môn, hoặc là mình đi lên thành phố Hồ Chí Minh, mình đón xe Phương Trang đi, thí dụ đi. Mình leo lên xe Phương Trang, mình ngồi cái bắt đầu xe Thành Bưởi, nó nói là không có Phương Trang, kể từ giờ phút này Phương Trang không còn nữa mà chỉ có Thành Bưởi thôi. Ngồi trên xe Phương Trang chao đảo xuống xe, rồi đứng giữa đường vậy, rồi đón xe hoài không có, cuối cùng đi về Phật rớt lại giữa đường, hiểu không? Tại sao vậy? Mình đi mà mình không tự tin. Quý Phật tử nên nhớ pháp môn chỉ là phương tiện, còn đến hay không là niềm tin của người con Phật. Quý Phật tử nên nhớ niềm tin là cha mẹ sanh ra Phật, niềm tin là cha mẹ sanh ra vô lượng công đức.
Cho nên bây giờ thầy nói đi về, đi lên thành phố Hồ Chí Minh, quý Phật tử nếu có niềm tin đi bộ cũng tới nữa. Hiểu không? Đi bộ cũng tới nữa, đừng nói đi xe đạp, đi xe Honda, đi Phương Trang, đi Mai Linh, đi Thành Bưởi, đi cái chiếc nào cũng tới hết, với điều kiện có niềm tin. Hiểu không? Thành ra rồi mình niệm Phật cũng tới cảnh giới Phật, mà ngồi tu thiền cũng tới cảnh giới Phật, mà mình mật tông cũng tới cảnh giới Phật, mình phóng sanh cũng tới cảnh giới Phật, mình từ thiện cũng tới cảnh giới Phật, mình ngồi mình trì kinh, mình niệm Phật cũng tới cảnh giới Phật. Quan trọng là mình có niềm tin hay không. Còn mình chao đảo tức là mất niềm tin, mà mất niềm tin đập gãy cái ghế nữa rồi. Thấy không? Phải tin và đi một đường. Dù ai nói ngã nói nghiêng, cái lòng của mình đã giải vững rồi, thì quý Phật tử ơi, con đường đi về Phật xuyên phiền não mãi mãi vẫn giữ một hướng một mà thôi. Đừng có chao đảo, đừng có sợ gì cả. Hồi đó tới giờ tôi tu, tôi đi bằng chiếc này là tôi lên chiếc này tôi đi. Leo lên Phương Trang, cái ta nói Thành Bưởi mới đúng, cái tuột xuống, đón xe Thành Bưởi. Leo lên xe Thành Bưởi chạy đường đoạn, ta nói Mai Linh mới ngon, cái tuột xuống. Cuối cùng rồi ai cũng đi về Phật, còn mình đứng ở giữa đường hoài luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có đập cái ghế mà gọi là cái chỗ nương tựa pháp bảo của mình. Còn Tăng Bảo sư trụ trì ở đây là bằng chứng hiển nhiên cho mình. Tăng Bảo là đệ tử Phật từ Ca Diếp, A Nan, Xá Lợi Phất, Bộ Kiền Liên, La Hầu La gì đó. Đó là Tăng Bảo xuất thế gian. Còn sư ở đây, sư trụ trì ở đây là Tăng Bảo thế gian thường trú. Cho nên hãy mời người nào mà giận sư, có nghĩa là quý Phật tử đập cái ghế thứ ba. Mình sẽ mất đi chỗ nương tựa. Tất cả chúng ta có quyền giận. Đức Phật nói các con có quyền giận, nhưng Phật, Pháp và Tăng không nên giận. Các con có quyền phực lửa, nhưng Phật không đốt lửa Phật, đừng đốt cháy Phật. Con có quyền phực lửa, nhưng kinh lời giải của Phật con đừng đốt. Con có quyền phực lửa, nhưng đừng đốt chúng tăng. Hiểu không? Mình có quyền giận với Phật tử, nhưng cố gắng tam quy là gì? Ba chốn quay về, dứt khoát không đốt. Có nghĩa là mình dùng cái câu của thế gian, mình quậy chỗ nào quậy mà chừa chỗ mình ở đó. Hiểu không? Quậy chỗ nào quậy mà chừa Phật pháp tăng lại. Cho nên đó, Đức Phật nói người nào mà nói con tu con không còn sân nữa thì người đó mãi mãi không thành Phật. Hiểu không? Tại vì sao vậy? Mình tu sân là gì? Là lửa. Người tu ở ngoài đời, người tu ở trong đạo, hay là tất cả chúng sinh của chúng ta, cuộc sống bắt đầu từ lửa. Hiểu không quý Phật tử? Không có lửa không có sự sống. Không có lửa không có sự sống. Cho nên không có sự sân hận không là con người. Quý Phật tử nói là không có lửa, quý Phật tử không là con người. Nhiều khi mình là cục đá không chừng. Hiểu không? Ở đây người nào mà nói dạ đó tới giờ con không có sân với ai hết, thì người đó từ trong bụi chuối đi ra. Hiểu không? Người nào mà nói con hổng sân là từ trong bụi chuối đi ra. Còn tất cả chúng ta từ trong bụng mẹ đều sân cả. Nhưng mà sân có nghĩa là cầm lửa, ai cũng có lửa, quý Phật tử hiểu không? Nhưng mà biết cách sử dụng lửa. Phật và Bồ Tát, Thánh chúng, A-la-hán biết sử dụng lửa, cầm ngọn lửa trong tay, đi thuận theo chiều gió, cho nên soi sáng, sưởi ấm, chín nồi cơm soi ấm nước. Hiểu không? Còn mình là chúng sinh, quý Phật tử ơi, cầm lửa đi ngược gió không à? Ngược những lời của Phật dạy, ngược lại với cái lòng lành của cuộc đời, ngược lại với tất cả sự phát triển của nhân loại, cầm lửa đi ngược gió, cho nên phỏng tay cháy nhà. Hiểu không? Cho nên lửa không có tội. Tội là chúng ta đi ngược gió hay đi xuôi gió. Nếu chúng ta dùng cái ngọn lửa trong lòng mình, ngọn lửa đó chính là tinh tấn. Chúng ta đi theo chiều gió, theo lời Phật dạy, thì ngọn lửa nó chính thành quả quang tam muội. Hiểu không? Đức Phật không có lửa, Đức Phật không có hào quang đâu. Đức Phật không có lửa, Đức Phật làm gì có ngọn đuốc sôi được cho chúng ta. Quý Phật tử thấy không? Cho nên chính cái ngọn lửa Đức Phật đi thuận theo cái chiều của cuộc đời, chiều yêu thương, cho nên nó biến thành quả quang tam muội. Còn mình cầm lửa, mình không biết đi theo chân Phật, mình đi theo dấu vết của ma, cho nên mình đi ngược theo chiều gió, nó không thành quả quang tam muội, mà nó trở thành quả ngục a tỳ. Hiểu không? Đạo tràng của mình thích quả quang tam muội hay thích quả ngục a tỳ? Thầy nói thiệt với quý Phật tử, đã trả lời dạ con thích quả quang tam muội, nhưng mà ở đây mình không có quyền nói thích hay không thích.
Mình không có quyền đâu. Bởi vì sao vậy? Quý Phật tử chưa làm chủ lấy mình, cho nên không có quyền quyết định. Hiểu không? Tại vì mình còn là ô sin mà, làm sao mà mình quyết định cho mình được? Chừng nào mình không còn là nô lệ của ma, mình không là ô sin của quỷ, mình làm chủ được mình thì mình mới quyết định cho mình. Hiểu không? Bây giờ không quyết định được đâu. Cái miệng nói thích nhưng mà cái tâm này nó không chịu. Phải không? Con thích có quả quan tam muội nhưng mà Phật dạy không nghe. Con thích quả quan tam muội mà tại sao con lọt xuống quả ngục A Tỳ hoài? Mặc áo giới, leo lên xe giống như người ta vậy đó. Leo lên xe xong rồi cũng lên đường chạy. Mấy bà kia leo lên chiếc xe này, còn mình leo lên chiếc xe này, cũng là xe. Ủa sao kỳ vậy? Ta huynh đệ chung một cái đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành mà tại sao mấy bà đó, mấy chú đó, mấy ông đó leo lên chiếc xe này, có một mình đi chiếc xe bên đây vậy? Nó chạy một hồi, cái con đường nó càng ngày càng tối, chạy một hồi cái tới một chỗ đó, nó đạp mình văng xuống dưới đất luôn đó. Rồi bắt đầu đứng dậy mở mắt ra, thấy nguyên cái cổng thiệt là lớn, quả ngục A Tỳ. Rồi mình giật mình nói, ủa tại sao kỳ vậy? Mấy người kia mặc áo giới mà đi chiếc xe nó chạy lên trên, còn tôi cũng mặc áo giới, tôi đi chiếc xe nó tuột xuống dưới. Cái ông tài xế xe mà chở mình đi, ông nói, bà hai ơi, bà đem lộn vé rồi. Vé người ta là tê u tu, bà đem lộn vé rồi. Bà hai bên nói chứ vé của tôi có tê u tu rõ ràng. Ông tài xế nói bà cũng tê u tu mà bà có dấu quyền nữa bà ơi. Thấy không? Cho nên người nào mà cầm chiếc vé tê u tu là đi trên chuyến xe Phật. Còn mình cũng tê u tu mà mình cứ quên, mình bỏ thêm dấu quyền tù đó. Cho nên đi lên chiếc xe bích bùng mà nó đạp văng xuống đất, rồi ngó lên cái cổng đề quả ngục A Tỳ. Thấy không? Ăn thua mình thôi. Khi mà mình chết rồi đó quý Phật tử, cái thần thức của mình nó đi ra cái cõi vô hình rồi quý Phật tử ơi. Nó có xe nhiều lắm, giống như đi vô bến xe vậy đó. Ai mà có cái tâm gọi là buông bỏ hết, tê u tu thôi, không có để dấu gì cả, không sắc quyền hỏi ngã vậy, tê u tu trơn vậy thôi. Quý Phật tử ơi, tê u tu là không giấu. Mà không giấu có nghĩa là gì? Không nói lỗi người, không nghe lỗi người, không thấy lỗi người, không chất chứa lỗi người. Tức là tê u tu không giấu là tôn ngộ không. Tức là chúng ta lên xe Phật là đấu chiến thắng Phật. Còn đằng này tê mà cứ bỏ vô hoài. Thấy không? Tê u tu hỏi tủ, bỏ vô trong tủ không à. Lụm là cất, lụm là cất. Thấy không? Con của Phật mà không bỏ ra, mà con của Phật lụm cất vô hoài, quý Phật tử rồi làm sao mà đi đây? Chất chứa vô đầu của mình hoài. Tê u tu quyền tù. Đó, tù là trói buộc mình, giam cầm mình, giam giữ mình, rồi làm sao mà mình tu mình về Phật được? Tê u tu sắc tú, cứ thấy mình đẹp không? Cứ nhìn mình là cho mình đẹp, ai xúc phạm mình cũng hỏng được hả? Tiêu tu sắc tú có nghĩa là thấy mình cái bản ngã của mình đẹp quá, hoặc là mình cứ nhìn cái đẹp ở bên ngoài mà mình không lo cái đẹp của Đức Thế Tôn. Hiểu không? Cho nên bỏ dấu nào cũng rơi đài hết đối với Phật tử. Nó thành ra rồi mình tu mà mình như vậy rồi làm sao mình về Phật được đây quý Phật tử? Cho nên ba cái chốn quay về, chúng ta vô tình, chúng ta đánh rơi nó hết. Phật là gì? Sáng suốt. Chúng ta tối tâm là chúng ta giết Phật. Pháp là gì? Yêu thương và bình đẳng. Mình không còn yêu thương, mình không có sự tha thứ là mình đốt kinh sách của Phật. Tăng là sự thanh tịnh, lòng của mình chao đảo nghiêng ngã, quý Phật tử đã giết tăng bảo luôn rồi. Hiểu không? Còn bây giờ quý Phật tử mặc áo giới, bây giờ cái sát giới nó có nè, người nào cũng mặc như thế thôi. Thấy không? Nhưng mà có nhiều khi cái giới bên ngoài của mình mà mình còn chưa gọn ghẽ, quý Phật tử mặc áo giới mà nhiều khi cái nút trên đây quên gài nữa. Cái nút bóp trên đây là mình quên gài. Mặc áo tràng có đôi khi quên gài nút, hoặc là cái nút ở cái khuy ở trên mà đi gài chứ cái nút ở dưới mới chết chứ. Mặc cái áo nó kỳ cục, nó xóc xếp gì đâu á. Mặc áo giới mà vừa đi vừa mặc, quý Phật tử ơi, tất cả những điều đó mình đã làm mất hết tất cả những dáng dấp của Thế Tôn. Mình mặc áo giới mà vừa đi vừa mặc là mình làm mất đi dáng vẻ của Thế Tôn. Đức Thế Tôn không phải rằng là Đức Thế Tôn chỉ hiện hữu trên Phật điện. Đức Thế Tôn hiện hữu trong pháp giới này, Đức Thế Tôn hiện hữu trong cuộc sống này, Đức Thế Tôn hiện hữu trong tâm và tướng của tất cả chúng ta. Cho nên quý Phật tử nhờ có Phật hiện hữu trong tâm và trong tướng của mình, cho nên bây giờ mình mới còn ngồi trong đạo tràng Ngọc Thạnh này,
Chứ bây giờ mà quý Phật tử xô Phật ra khỏi tâm mình, xô Phật ra khỏi cái tướng của mình thì chúng ta đã bỏ đạo lâu rồi. Hiểu không? Chúng ta còn giữ đó. Chứ quý Phật tử không phải rằng là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ga hiên, tam niên Phật thăng thiên. Không phải vậy. Có nghĩa là một năm tu năm đầu ông Phật sát bên mình, tu tới năm thứ hai ông Phật ra ngoài hiên ngồi rồi, xa bệnh chút rồi, tới tu năm thứ ba ông Phật thăng thiên luôn, về trời luôn. Mình tu năm đầu tiên tinh tấn vô cùng, mình và Phật gần nhau dữ lắm, mà mình tu sao không biết, càng ngày Đức Phật càng xa mình. Có phải Phật xa mình hay mình xa Phật nghe quý Phật tử? Mình xa Phật, hiểu không? Cho nên một cái mà mình quên là mình đã xa Phật một bước. Mỗi giờ mình quên, mình xa Phật một giờ. Mỗi ngày mình quên, mình xa Phật một ngày. Quý Phật tử ơi, mỗi một tháng mà mình quên, mình đã xa Phật một tháng. Thậm chí suốt cả một cuộc đời mình, có đôi khi mình quên Phật thì cuộc đời của chúng ta mãi mãi xa Phật. Hiểu không? Cho nên cái điều mà quý Phật tử nhớ không phải là tập làm xuất gia một ngày một đêm, mà ở đây chỉ là cái khởi động một ngày một đêm cho quý Phật tử thôi. Khởi động. Quý Phật tử ơi, mình muốn chạy một đoạn đường xa thì phải có cái nút đề, phải không quý Phật tử? Chạy xe Honda phải đề. Bữa nay mình đề đó. Bữa nay quý Phật tử đề cho nó nổ máy nè, để mình chạy đoạn đường xa. Ngày mùng 5 tháng 6 hôm nay con đề Bát Quan Trai Giới, con đề xuất gia một ngày một đêm. Nhưng đề xong rồi là cả cuộc đời con phải chạy trên lộ trình xuất gia. Hiểu không? Xuất gia không phải cạo tóc vô chùa. Quý Phật tử nên nhớ xuất gia là ra khỏi căn nhà phiền não. Hiểu không? Chứ phải xuống tóc vô chùa vô tịnh xá. Đừng suy nghĩ quá nông cạn. Xuất gia mà vô chùa vô tịnh xá, quý Phật tử còn suy nghĩ như vậy đó là quý Phật tử không giải thoát được. Đệ tử của Phật, Đức Phật nói ta có hai người con. Một đứa con phải ở nhà coi chừng nhà, chăm sóc, lau chùi, săn sóc Như Lai, lau chùi, dọn dẹp, lo lắng cho Như Lai. Đứa con đó gọi là xuất gia. Còn một đứa nữa, Đức Phật gọi đứa con đó là tại gia. Bởi vì đứa con đó Đức Phật giao nhiệm vụ là tần tảo vật giả với trường đời, buông gánh bán bưng để kiếm tiền về mua bông mua trái để mà cúng dường cho Phật. Một đứa con lo cho Phật ở bên ngoài, một đứa con lo cho Phật ở bên trong. Cho nên người xuất gia là nhiệm vụ Phật chỉ định, mày phải ở nhà coi chừng nhà, còn em của mày nó ra chợ nó bán. Như thế thôi. Người xuất gia thì người tại gia là hai anh em, một người anh và một đứa em. Thấy không? Người xuất gia như sư ở đây là ông Phật nói, con ở nhà, mày coi nhà, mày dọn dẹp. Còn em mày nó ngoài chợ nó bán buôn để mà nó về nó lo lắng trong nhà cho Phật. Vậy thì quý Phật tử là đứa con của Đức Thế Tôn. Cho nên mình cũng là xuất gia thôi. Còn tại gia mình đừng có suy nghĩ tại gia là tôi tu tại nhà, sai rồi. Tại gia là gì? Tự tại trong nhà phiền não. Hiểu không quý Phật tử? Mình là người tại gia có nghĩa là mình tự tại trong căn nhà phiền não của mình. Có nghĩa là tự tại như thế nào để quý Phật tử? Lúc mình khỏe mạnh, quý Phật tử nở một nụ cười như thế. Nhưng mà lỡ mình bị bệnh đưa vô bệnh viện rồi đó, mình vẫn giữ nụ cười mãi mãi trên môi. Đó là tự tại trong nhà phiền não. Hiểu không? Tự tại trong nhà phiền não. Mình khỏe mình cũng cười như vậy. Mình lỡ mình bệnh mình cũng cười như vậy. Chứ không phải khỏe thì cười vui tươi, bệnh cái mặt mày xấu quá. Hiểu không? Nhiều khi đó quý Phật tử ơi, mình bệnh ít mà cái mặt của mình nó thể hiện làm như mình bệnh trầm trọng dữ lắm vậy đó. Thì như vậy sai rồi, không phải là tu tại gia, không có tự tại trong phiền não được, hiểu không? Nhiều khi bệnh nằm ở trong bệnh viện, vậy đó mà cứ nhắn tin hoài luôn, điện thoại, alo, tôi bệnh không ai vô thăm tôi hết. Cái đó là nó lãng dữ lắm luôn quý Phật tử. Mình bệnh người ta rảnh người ta vô thăm, đằng này bệnh bấm điện thoại nổi mà kêu người ta vô thăm. Thấy không? Còn có nhiều người bệnh ở nhà cũng vậy, nằm bệnh vậy đó. Rồi thấy hai ba người nào mà Phật tử bạn bè tới bắt đầu rên lớn dữ luôn. Không ai lợi thăm, nằm im re mà thấy có người lợi thăm cái bắt đầu rên dữ lắm. Như vậy thì quý Phật tử ơi, không có tự tại trong nhà phiền não được, thấy không? Cho nên người tu tại gia là đứa con, không phải chỉ tu ở nhà mà phải tự tại trong cuộc sống mình.
Tự tại trong nhà phiền não, mình phải làm sao làm chủ lấy mình, đừng để cái con ma nó đã thảy lửa vô người của mình, rồi mình không dục mình lấy ra mà tự nhiên nó thảy lửa vô người của mình, cái bắt đầu mình lấy rơm mình chùm vô thêm cho nó cháy lớn một chút nữa. Thấy không? Người ta đã dùng cái lửa người ta phun vào trong con người của mình, ngôn ngữ sân hận là ngôn ngữ lửa. Có mình là con của Phật, mình đang đi mình mặc áo giới. Áo giới là cái gì quý Phật tử biết không? Bảo hộ y. Là cái y bảo hộ cho mình để tránh lửa của ma, tránh bảo tố của ma, tránh tên độc của ma. Vậy mà có đôi khi mình mặc cái bảo hộ y này đó mà quý Phật tử lấy lửa, quý Phật tử đốt mình hoài luôn. Thấy không? Thành ra rồi cái giới của mình, mình quỷ hoại. Tám con mắt của mình không theo dõi được dấu vết của ma, cho nên chúng ta thọ bát quan trai giới mà chúng ta làm cho đôi mắt Phật của mình bị đuôi mù mà chúng ta không hay biết. Thấy không quý Phật tử? Cho nên mình tu cái áo giới của mình quan trọng lắm đó. Nếu người nào tu áo giới nó có hồn rồi đó, là người bạn đồng tu, là người thầy dẫn dắt và người thầy nhắc nhở mình trên đoạn đường về Phật. Còn nếu không, cái áo giới của mình chỉ làm cái trang phục thôi, để chúng ta vô trong chùa rồi chúng ta vô tỉnh xá chúng ta thi thời trang thôi. Phải không? Trời ơi, cái áo chị Mai đâu đẹp quá vậy? Chàng ơi, chị mua vải đâu láng quá vậy? Đi thi thời trang chứ không phải là cái hồn của áo giới. Phải không? Thành ra rồi đó, thầy nông mong rằng quý Phật tử của chúng ta mặc cái áo giới vô rồi thì phải làm sao tự tại mới được. Thầy nói ví dụ thôi nha. Mình tu, mình vô trong đây rồi, con nhỏ đó nó nói: cô Hai ơi, con nói cô nghe cái này nè. Sao cô đẹp quá à, cô Hai? Cô già mà cô đẹp dữ luôn đó. Không phải nịnh cô chứ hồi cái ngày mà cô mới vô trong đây cô đâu có đẹp dữ vậy. Sao mà cô tu pháp môn gì bây giờ cô tu cô giống bà tiên quá cô Hai à. Chàng ơi ngồi cười hoài luôn. Tới ngồi quả đường mà sư cúng mà cũng ngồi tủm tỉm cười hoài luôn. Sư hỏi làm gì không ăn cơm mà cười hoài vậy. Sư ơi, mấy đứa nhỏ nó nói con giống tiên rồi cười hoài luôn vậy. Rồi xong 3-4 bữa sau cái nó chạy vô nó nói con nói chơi thôi, bữa đó con giỡn với bà Hai chứ cái mặt bà Hai xấu như quỷ. Rồi hết cười luôn. Sư hỏi sao bên đây không ăn cơm, con giận nó con no luôn rồi. Quý Phật tử ơi, làm sao mình tự tại trong nhà phiền não được quý Phật tử? Hiểu không? Tại gia là tự tại trong nhà phiền não, không có thể nào mình là món đồ chơi của thiên hạ. Hiểu không quý Phật tử? Thiên hạ muốn mình cười, nó dốc với mình một vài câu là mình cười rồi. Thiên hạ muốn mình bỏ chùa, bỏ tịnh xá, bỏ tu, nói nặng mình một vài câu. Cuộc đời của mình cứ gửi linh hồn của chúng ta vào bờ môi của thiên hạ. Thấy chưa? Có gửi linh hồn của mình vô bờ môi của thiên hạ không? Dạ mô Phật, dạ gửi hoài luôn. Mình cứ gửi linh hồn của mình vô bờ môi của thiên hạ hoài đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta đều như thế. Ở đây thầy không có nói riêng ở tỉnh xá Ngọc Thành, mà tất cả chúng ta, người xuất gia, người tại gia, con của Phật, đều gửi linh hồn của mình trong bờ môi của quỷ. Hiểu không quý Phật tử? Mình gửi hết. Thầy nói người xuất gia như thầy cũng vậy, quý sư cô, quý thầy cũng vậy. Nếu không khéo cũng gửi linh hồn của mình lên bờ môi của thiên hạ, lên bờ môi của quỷ dữ hết. Quý Phật tử hiểu không? Cho nên cuộc đời của mình đi tu, quý Phật tử ơi, bát quan trai giới này tuyệt vời lắm. Nó là tám con mắt để bảo hộ cho mình, để mà quan sát giùm mình, để mình nhìn coi thằng này đứng ở đâu, thằng này đứng ở đâu, thằng này đứng ở đâu, để mà mình không bao giờ bị nó đi vào ăn trộm công đức. Hiểu không quý Phật tử? Thí dụ như giới thứ nhất, không sát sinh, không dạy người sát sinh, không thấy người sát sinh mà du theo, rõ ràng. Mà mình có con mắt theo dõi nó thì không bao giờ đột nhập vào trong đây ăn cắp công đức, ăn cắp niềm tin của mình. Thấy không? Còn nếu mà chúng ta không theo dõi nó, quý Phật tử ơi, mình phạm giới sát sinh. Mình phạm giới sát sinh. Thí dụ như nói thôi mình mốt tôi không tu nữa đâu, tôi vô tôi tu tôi thấy chán quá, hồi đó ở ngoài đời đã chán rồi, bước vô trong đây còn chán hơn nữa. Thí dụ vậy quý Phật tử, là mình đã giết chết niềm tin của mình. Lớn rồi nghe quý Phật tử, cái sát sinh này không phải đập con ruồi, đập con muỗi, đánh dẫy con cá, cắt cổ con gà, không còn cái sát sinh đó nữa đâu. Sát sinh đó là trường mẫu giáo. Còn bây giờ tất cả chúng ta đã lên lớp rồi, chúng ta tập làm người xuất gia một ngày một đêm đã lên lớp rồi, không còn là mẫu giáo nữa đâu. Hiểu không? Bây giờ chúng ta đã lên lớp sát sinh ở đây, không còn cái chuyện đập con ruồi, đập con muỗi.
Sát sinh ở đây không phải là ăn mặn nữa đâu, mà sát sinh ở đây là đoạn mất niềm tin của mình và đoạn mất niềm tin của người. Người ta có một niềm tin để người ta sản sinh ra Phật, niềm tin là cha mẹ sanh ra Phật. Mình giết chết niềm tin là mình giết chết cha mẹ sanh ra Đức Phật luôn rồi. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó, giới sát sinh là như vậy. Tự mình bỏ chùa, bỏ tỉnh xá, bỏ đạo tràng, mình không tu. Người mà người ta đi tu mình cản, mình không cho. Đừng có thèm vô đó nữa, tu ở trong đó tu ra là chán dữ lắm mà ơi, đừng có vô đó tu nữa. Mình giết chết niềm tin của mình mà mình giết chết cả niềm tin của người bạn đạo xung quanh mình. Cái giới nó nặng lắm quý Phật tử à. Mà người con Phật của chúng ta bắt đầu phải giữ cái giới đó, chứ không phải con ruồi con muỗi nữa đâu. Hiểu không? Có nhiều người ngồi tu thiền hỏi một câu: thưa thầy, con ngồi con tu, con muỗi nó cắn con như vậy, con nên đập hay con nên để? Phật tử ơi, kỳ quá à. Hỏi câu nó kỳ dữ lắm luôn. Thầy nói thiệt luôn, nếu mà mình đập, tâm mình động. Mình lấy cái tay mình đập, tâm mình động, thân mình động. Cái thân của mình bị động, cái tay nó quơ, thấy không? Thân của mình bị động, thân của mình phạm giới sát. Còn mình để yên, tâm mình bị động. Cái thân nó không động, nó ngồi yên, mà cái tâm nó động. Chàng ơi, nó chích, nó ngứa gần chết mà gồng không? Cái tâm động, phải không? Và phạm giới sát, gián tiếp. Cái thân đập vô con mũi một cái chát, phạm giới sát trực tiếp, thân phạm giới sát. Còn cái tâm của mình ngồi, tâm không động đó, nhưng mà cái tâm động, thân không nhúc nhích mà cái tâm nó nhúc nhích, phải không? Để cho con mũi chích chừng nào nó mày bay đi, phải không? Phạm giới sát gián tiếp. Vì sao vậy? Bị mũi truyền vi khuẩn, vi trùng, sốt rét. Mình không giết chết con mũi mà mình giết mình, phải không quý Phật tử? Cho nên cái nào nó cũng trật hết đó quý Phật tử à. Cho nên người con Phật đã tu rồi thì quý Phật tử ơi, cái giới của mình càng ngày nó càng cao, chứ đừng có để cái giới của mình càng ngày nó càng thấp, phải không? Mình đi phải làm sao đi càng ngày nó càng đi xa hơn, chứ không lẽ rồi đứng dậm chân tại chỗ hoài vậy. Tu một thời gian rồi, tu khóa này là khóa thứ mấy, năm thứ mấy rồi, mình đến đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành, quý Phật tử thọ bát quan trai, năm nay là năm thứ mấy rồi? Năm thứ sáu rồi, phải không? Mà quý Phật tử thấy mình có tiến bộ chưa, mình có lên lớp chưa? Dạ mô Phật, còn ở lại lớp. Dạ 6 năm mà còn ở lại lớp, chết rồi. Là tại sao vậy? Vì con vô đây con tu. Con tu mà tới bây giờ rồi, cái nhóm của con phía bên đây nó u như kỹ, còn nhóm bên đây nó vũ như cẩn. Hai bên bên u như kỹ, bên vũ như cẩn là kể như rồi xong luôn, thấy không quý Phật tử? U như kỹ là y như cũ, còn vũ như cẩn là cũng vẫn như cũ luôn. Rồi cuối cùng thì đâu có mới được miếng nào đâu, phải không? Cho nên đó quý Phật tử nên nhớ rồi, cái giới sát của chúng ta coi chừng chúng ta bị phạm trong đạo tràng luôn. Ở trong đây quý Phật tử đâu có đánh dẫy con cá làm gì, phải không? Mặc áo giới ai ngồi đánh dẫy con cá? Có ai mặc áo giới cắt cổ gà không? Cho nên ở trong đây dứt khoát không phạm giới sát đó, nhưng mà coi chừng chúng ta phạm giới sát trong tâm của mình. Hiện tại bây giờ quý Phật tử đang ngồi nghe pháp, cái sự tinh tấn của mình nó đang đâm chồi nảy lộc, phải không? Sự tinh tấn đang đâm chồi nảy lộc mà mình ngồi mình nghe pháp nửa chừng mình ngủ gục, phạm giới sát tại đạo tràng. Mình giết chết sự tinh tấn và sáng suốt của mình, mình giết chết cái chủng tử tỉnh thức của mình. Chủng tử tỉnh thức nó còn sống, con mắt mình còn bự, mà chủng tử của mình nó chết, con mắt mình từ từ nó hẹp lại, hiểu không? Phải, con mắt nó hẹp lại thì cái miệng nó hả bự ra, kỳ vậy đó. Nó ngáp xong rồi nó mới ngủ, hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình ngủ trong đạo tràng, mình ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật là chúng ta đã giết chết cái chủng tử tỉnh thức của mình. Nãy giờ quý Phật tử có buồn ngủ chưa? Ngủ là chết, mà buồn ngủ là sắp chết đó, hiểu không? Mình tu mà tại sao quý Phật tử ơi, mình nghe pháp hay mình đọc kinh mà quý Phật tử cứ buồn ngủ hoài? Tại vì mình thiếu năng lượng của Phật. Cái năng lượng của Phật là gì? Nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Đi tìm năng lượng của Phật, quý Phật tử ơi, nghe nói năng lượng của Phật cứ chạy đi kiếm, quá trời kiếm luôn, chạy lên điện Phật, ngồi thiền định, nhắm con mắt nhìn ông Phật hoài luôn, không có năng lượng ở đó đâu.
Mà năng lượng của Phật là trong cuộc sống của chúng ta, năng lượng của Phật là nụ cười. Nụ cười mở cửa bờ môi, nụ cười mở cửa trái tim, nụ cười mở cửa tình người và nụ cười mở cánh cửa của Như Lai luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên nụ cười là năng lượng của Phật. Mình ngồi mình nghe Pháp mà cái mặt mình cứ chù ụ gì hoài, ngồi ngủ liền à. Hiểu không? Ngồi nghe Pháp phải cười, phải tươi lên một chút đi. Quý Phật tử cười tươi như vậy đó, quý Phật tử ơi, chẳng những mình giàu dạt năng lượng nữa, mình tràn đầy năng lượng, mà quý Phật tử tương tác năng lượng với Thầy luôn. Hiểu không? Thầy ngồi Thầy truyền năng lượng cho quý Phật tử, truyền hồi nó muốn cạn kiệt năng lượng mà nhìn xuống đạo tràng cứ chù ụ hoài, còn điện đâu nữa mà nói. Hiểu không? Giảng một hồi vậy đó mà nhìn xuống đạo tràng, trời ơi, thấy đạo tràng ai cũng cười, ai cũng tươi hết trơn. Tự nhiên nó hào hứng, năng lượng nó sạc trở lại, tiếp tục nói. Còn ngồi mà nói một hồi trên pháp tòa, ông thầy quyên thuyên nói dưới đạo tràng, Phật tử ngủ sạch trơn, mất điện. Hiểu không? Mình giảng làm sao mình phải có nụ cười, nó làm cho cái sinh khí nó trở lại. Là chúng ta không phạm giới sát, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức. Phải không? Nụ cười nó giúp cho chúng ta tỉnh thức. Nụ cười là nguồn năng lượng lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Người Phật tử nào mà hay cười, trẻ mãi lâu già. Người Phật tử nào mà hay cười, quý Phật tử ơi, tâm của mình không bệnh. Mà tâm đã không bệnh thì giúp cho thân của mình mau khỏi bệnh. Người nào mà hay cười, quý Phật tử ơi, xả stress, không còn lo âu, không còn buồn bã. Người nào mà hay cười, quý Phật tử ơi, ít có giận hờn ai hết. Hiểu không? Người mà hay cười rồi không có hờn giận vu vơ. Hiểu không? Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta có những cái hờn giận vu vơ dữ lắm. Người ta nói một câu không xứng đáng gì trên, cũng giận, cũng ngoe ngoảy đi về, người ta gọi là hờn mát đó. Thì như vậy tất cả chúng ta hủy hoại công đức của mình, phạm giới sát. Thấy không? Thiếu nụ cười là phạm giới sát rồi. Đó, rồi hồi sáng tới giờ quý Phật tử có ăn trộm ăn cắp gì của ai không? Mặc cái áo giới mà ăn trộm coi nó kỳ dữ lắm. Muốn ăn trộm của người ta cũng lên xin phép Phật cho con cởi áo giới ra để con chôm đồ của nó. Hiểu không? Thành ra rồi mình mặc áo giới đâu có ai ăn trộm được đâu. Nhưng mình mặc áo giới mình đã ăn trộm rồi đó quý Phật tử. Sáng sư nói 7 giờ các con có mặt ở tại tịnh xá Ngọc Thành, để rồi chúng ta ăn sáng, để 7 giờ rưỡi chúng ta lên sám hối. Sám hối xong rồi truyền giới để nghe pháp, ví dụ vậy. Sư dặn 7 giờ, tụi con nghe rõ mà. Mà tới 7 giờ rưỡi mình mới vô ăn trộm thời gian của Phật. Hồi sáng tới giờ quý Phật tử nào ăn trộm thời gian của Phật đâu, giơ tay lên coi. Người nào mà ăn sáng trễ hơn người ta là ăn trộm thời gian của đại chúng rồi. Thấy không? Người ta vô, người ta sám hối, người ta ngồi, người ta lại nữa. Mà tự nhiên mình mới xách áo mình vô, mình quỳ sao cùng hết, ăn trộm thời gian của đại chúng. Thấy không quý Phật tử ơi, mình ăn trộm rồi đó. Thành ra con mắt thứ hai mình còn sáng không? Phạm giới thứ ba quý Phật tử ơi, phạm giới dâm dục. Đạo tràng của mình có phạm giới dâm dục không? Mẫu giáo dâm dục có nghĩa là có đôi có bạn rồi mà còn dòm ngó người ta, phạm giới dâm dục, đó là mẫu giáo thôi. Còn mình là xuất gia một ngày một đêm, dâm dục không còn đơn giản như vậy. Cái đó phạm tội là phải rồi, nhưng mà mình cái cao hơn nữa. Dâm tức là mê, dục tức là muốn. Thấy không? Dâm dục là sự đam mê và ham muốn. Bất cứ cái gì đều phạm giới thứ ba hết. Hiểu không? Thấy người ta đeo sâu chuỗi cứ ngó hoài luôn. Lợi cứ mang mê sâu chuỗi của người ta, cởi ra trầm trồ hoài. Chàng ơi, chuỗi này đúng là chuỗi Đài Loan, chuỗi Hàn Quốc, chuỗi đẹp hết sức, cho tôi mượn đeo thử coi. Phạm giới thứ ba. Quý Phật tử phạm giới thứ ba mà mình không hay. Hiểu không? Nó không còn cái giới mà gọi là cái giới thô ở bên ngoài nữa. Mà cái giới đó là giới của người xuất gia một ngày một đêm, không được quyền khen đồ của ai. Hôm nay chúng ta đã làm người xuất gia một ngày một đêm, dứt khoát không trầm trồ, không khen và không có lòng chiếm hữu, dù là sự chiếm hữu trong tâm. Nhớ nghe quý Phật tử, chiếm hữu ở ngoài tướng có nghĩa là gì? Chôm người ta bỏ vô túi là chiếm hữu ở ngoài thân. Còn chiếm hữu trong tâm, thèm thuồng rồi đắm đuối. Hiểu không? Mình nhìn mà cứ đắm đuối, cứ thèm thuồng hoài là phạm giới tà dâm thứ ba, phạm giới dâm dục thứ ba. Đạo tràng của mình có khi nào phạm giới đó không?
Đừng có trả lời nhanh quá, đừng có trả lời có nhanh quá, cũng đừng trả lời không nhanh quá, mà mô Phật khi có khi không, hiểu không? Cái nào đẹp thì con mới có, còn cái nào không đẹp thì con không có, hiểu không? Cái đó là giới thứ ba. Còn giới thứ tư, quý Phật tử ơi, mình thứ tư là giọng ngữ. Hồi sáng tới giờ mình có giọng ngữ chưa? Giọng ngữ tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, phải không? Đó là giọng ngữ đó. Giọng ngữ có nghĩa là nói những lời thô tục, nói những lời mà làm cho con người ta mất lòng nhau, nói những lời mà người ta khóc, nói những lời mà người ta chảy nước mắt, thấy không? Là giọng ngữ. Chứ giọng ngữ không phải chỉ nói dốc không đâu, mà giọng ngữ có nghĩa là nói lời ngon ngọt mà không thật lòng. Thí dụ mình lợi mình nói với bà đó, em thương chị lắm, chị đừng có giận em, nhưng mà không thật lòng. Giọng ngữ cái gì cũng phải là sự chân thật của mình cả, hiểu không? Còn đằng này không có chân thật. Hoặc là lợi ông này nói bà kia, lợi ông kia nói bà này, để cho hai ông bà chửi nhau, đó là giọng ngữ. Mình đứng kẻ giữa mà hai người ta đang giận nhau đó, mình đứng bà lợi bà này, bà này bà chửi ổng, mình cũng chửi theo. Cái qua ông này chửi bà đó, mình cũng chửi bà đó theo ông này. Cứ nghiêng ngả đôi bên như vậy là quý Phật tử ơi, mình phạm cái giới đó là giọng ngữ, phải không? Mà đạo tràng mình có không? Mô Phật khi có khi không, hiểu không? Khi có khi không. Nhưng mà cái giọng ngữ mà mãi mãi mình không bao giờ, không bao giờ mà mình nói khi có khi không được hết, mà nó có hàng ngày hàng giờ luôn, hiểu không? Quý Phật tử nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Có nguyện cái đó không? Có nói dốc Phật không? Tất cả chúng ta đều nói dối Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Có hướng về khắp tất cả không? Có hướng không? Còn giận người này, còn ghét người kia là không hướng về khắp tất cả rồi. Còn giận người ta thì làm sao đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo được? Cho nên cái giọng ngữ mà ở đây thầy muốn nói là quý Phật tử đang nói dối Phật. Tội lớn nhất đó quý Phật tử à. Cũng giống như cái ông đó, ông tụng kinh, vô tụng Pháp Hoa ở nhà thôi, ông tụng cái phẩm tựa vừa xong cái bắt đầu ông đi ra ngoài, ông đứng sáng mà 5 giờ sáng tụng phẩm phương tiện tới 6 giờ ra cửa nhà dương dai hít thở. Bà Tám ở bên nhà kế bên bà chửi quá xa chửi luôn, đồ đạo đức giả, ở nhà làm như ở chùa đó, tối ngày cứ gõ mõ tụng kinh hoài, chửi ông quá xa luôn. Ông mới nói không lẽ tụng Pháp Hoa mới có phẩm tựa mà nó đổ nghiệp sớm vậy sao? Ông mới vô, ông mới tụng tới cái phẩm phương tiện. Ông tụng tới phẩm phương tiện xong cái ông hồi hướng, ông nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, trừ con mẹ Tám mới chửi con. Ông có dối không? Chửi ông giận quá rồi, giờ ông vô ông cũng nguyện vậy đó. Ông nguyện là đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, nhưng mà còn nhớ trừ con mẹ Tám mới chửi con. Trừ bà đó ra thôi. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta tuy rằng không phải như cái ông già đó, nhưng mà có đôi khi cái tâm của mình đó, mình tu mà mình cứ giận hờn nhau hoài. Mình vô trong đây mình giận người ta, mình không nói bằng miệng. Ví dụ như mình giận cái cô đó, ví dụ như là cô Ngọc Hỷ, Ngọc Chơn, Ngọc gì đó, thí dụ thôi. Mình giận cái tự nhiên cái huynh đệ mình đi ngang nói chú gặp cô Ngọc Chơn đâu không? Không quan tâm tới mẹ đó. Là quý Phật tử ơi, mình đã trừ bà đó ra trong đời sống đạo của mình rồi, hiểu không? Con người của mình là con của Phật, phải kết nối yêu thương. Mà yêu thương phải bằng nụ cười, mà nụ cười không phải là sự mấp máy của bờ môi, mà nụ cười bằng con mắt. Quý Phật tử ơi, chúng ta phải cười với nhau bằng con mắt nữa, chứ không phải cười bằng miệng không đâu. Cái miệng thì cười mà con mắt liếc người ta không, thấy ghê không? Nhiều khi cười mà liếc mà hấy mà quýt người ta không, như vậy thì làm sao được quý Phật tử? Cho nên phạm giới thứ tư, hiểu không quý Phật tử? Phạm giới thứ tư. Còn giới thứ năm là uống rượu. Ở đây đó, Đức Phật nói uống rượu không phải là ly rượu đâu. Bên Ấn Độ Đức Phật chỉ nói rằng là cấm không được dùng tất cả các chất cay nồng mà làm cho tâm của mình không tự chủ được, chứ không phải rượu. Nhưng mà khi qua Trung Quốc rồi đó thì người Trung Quốc mới đổi lại là bất ẩm tửu, để cho dễ nhớ là không uống rượu.
Vì bên Trung Quốc chỉ có rượu mới làm cho con người ta say thôi, phải không? Còn ở bên Ấn Độ, Đức Phật nói là dùng những chất say nguyện. Quý Phật tử ơi, mình nghiện cà phê cũng là nghiện, nghiện mất tự chủ luôn. Có nhiều bà nói bữa nào mà không có miếng cà phê nhức đầu gần chết, quất nó vô cái hết nhức đầu liền. Đó là phạm giới thứ 5 rồi. Hiểu không quý Phật tử, phạm giới thứ 5. Đó, còn thí dụ như bây giờ thầy nói cái chuyện đơn giản thôi, cơm mà không có ớt con ăn không được luôn, cái vài ba chai ớt con mới ăn được, phạm giới thứ 5 mà mình không hay luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái giới thứ 5 không phải là cầm ly rượu lên uống, mà người nào nói con ghiền cái mùi dầu nước xanh, phạm giới thứ 5. Cuộc đời không có cái gì gọi là ghiền, mà ghiền là gì? Là quân tập nghiệp. Mình tu mà mình không tháo bớt dây ra, mà quý Phật tử tu mà cứ trồng tất cả những sợi dây vào hết. Thầy nói ví dụ quý Phật tử, mình đi ra ngoài đường mình thấy cái bà nào đó, cái ông nào đó mà ổng quấn dây quấn nhợ tùm lum trong người của ổng vậy đó, ổng đi ngoài chợ vậy là ổng có tỉnh không? Có tỉnh không? Lụm cọng dây nào cũng quấn vô, cũng cọng dây nào cũng quấn vô, đi dài dài ngoài đường quý Phật tử thấy cái ông đó có tỉnh tuồng gì không? Mình cũng vậy, dây nào mình cũng quấn hết. Phật A Di Đà nói chắc con nhỏ này nó khùng rồi. Hiểu không? Khi mà mình quấn dây, mình đi lên tới cõi Tây Phương, Phật A Di Đà và sứ giả Tây Phương đuổi mình xuống. Tây Phương Cực Lạc chỉ đón nhận những người tỉnh thôi. Còn con hình như con khùng quá, con quấn tùm lum quá, con xuống ở dưới lại đi. Thấy không? Quý Phật tử cứ quấn nhiều quá. Năm sợi dây mình quấn chưa đủ sao quý Phật tử? Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ, ngủ dục lạc của cuộc đời, năm sợi dây đó chúng ta đã quấn mãi rồi, chưa tháo ra được cộng nào, vậy mà cứ quấn thêm nhiều cộng nữa. Hiểu không? Hãy thấy người ta tu cái bắt đầu dòm, dòm kiếm này kia. Tôi bảo đảm, tôi để ý con mẹ này chừng tuần lễ là tôi phát hiện liền. Ví dụ vậy, không có thời gian về Phật, không có thời gian nhớ Phật, mà cứ có thời gian nhớ cái bà đó hoài. Thấy không? Mình quấn dây nhiều quá quý Phật tử, để cuối cùng rồi mình là một con người bị trói buộc. Mà bị trói buộc tức là tê u tu quyền tù, không thể đi trên xe Phật được, mà chiếc xe bích bùng. Một là đi chiếc xe Phật đăng ký đúng giờ đúng giấc, có trung chuyển đàng hoàng. Xe Phật có nghĩa là chết báo trước ngày giờ, trung chuyển mà, hẹn giờ được mà, phải không? Tại vì mình đi xe đàng hoàng, tự nhiên đi công khai, đi có công chuyện và đi đúng nơi, về đúng chỗ. Tôi đi Sài Gòn, giờ đó 2 giờ tôi ra xe trung chuyển đưa tôi đi. Cũng giống như Mô Phật Bạch Sư: thưa quý liên hữu trong đạo tràng, ngày mai 11 giờ 45 tôi về Phật. Đó là xe trung chuyển, mình đặt vé trước. Mình thích đi vậy không quý Phật tử? Mình thích đi, mình đặt vé trước đi. Ngày mai 11 giờ 45 Bạch Sư con đi về Phật. Quý huynh đệ liên hữu này mặc áo giới, ngày mai 11 giờ 45 tôi đi, 11 rưỡi lợi đưa tiễn tôi nha. Thấy không? 11 giờ rưỡi đạo hữu đến, mình nằm trên giường vậy nè, mình nói quý đạo hữu ơi ở lại gán tụng kinh niệm Phật, tôi về Phật A Di Đà trước. Tôi đi ở dưới chân rồi đó quý đạo hữu à, tôi đi tới đầu gối rồi đó, tôi đi lên tới bụng rồi. Thôi quý đạo hữu ở lại, tôi sẽ nở một nụ cười trước lúc ra đi, rồi cười một nụ cười mãn nguyện, rồi trút hơi thở sau cùng bên câu Nam Mô A Di Đà Phật đi. Đi như vậy là mình đi đặt vé đi trung chuyển, rồi mình cũng đi giống người ta gì đó, mà đi chiếc xe bích bùng. Bích bùng đang ngủ vậy đó, có hai thằng áo đen áo trắng nó lôi đầu ra, đạp vô chiếc xe đóng cửa lại, rồi ngồi trong xe không biết nó đưa mình đi về đâu. Tới chỗ bắt đầu đạp văng xuống đất, ngó lên thấy quả ngục A Tỳ, rồi vô trong đó. Quý Phật tử ơi, đi xe trung chuyển, đi xe Phương Trang, đi xe Mai Đinh, đi xe Thành Bưởi, đi xe đặt vé trước là đi xe Phật. Còn đi xe bích bùng, quý Phật tử ơi, tin là đi lên chiếc xe cố chấp của mình, chiếc xe địa ngục, chiếc xe ngạ quỷ và chiếc xe của súc sinh đó. Hiểu không? Đi chiếc xe đó, mình chết mà mình không biết vì sao mình chết nữa. Hiểu không quý Phật tử? Có nhiều người chết mà không biết vì sao mình chết. Đi xe Honda đi làm, trưa đi về nhà ăn cơm với vợ xong, 1:30 dẫn xe đi ra đi làm, rồi tự nhiên gục đầu bên yên xe, chết. Đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói đột quỵ. Đó là chết mà không biết vì sao mình chết. Chết trong mê mờ, chết trong âm u, chết trong hoang mang, chết trong lo sợ. Hiểu không quý Phật tử? Nguy hiểm vô cùng luôn đó. Mà tất cả chúng ta coi chừng, mình chết cái kiểu đó hoài. Vì sao vậy? Vì thiếu nụ cười, cho nên chết vì đột quỵ.
Người mà cười nhiều không bao giờ bị chết, phải không? Cười nhiều xả chết, cười nhiều không đột quỵ, quý Phật tử. Sở dĩ đột quỵ có nghĩa là gì? Mình cứ nhét vô hoài, cái bong bóng nó thổi tới đó là được rồi, thổi hoài là bể cái bong bóng, hiểu không? Đột quỵ là như vậy, mình cứ nhét vô tâm của mình hoài, nhét nhét nhét, mình buồn, mình lo, mình âu, mình sợ, mình nhét nhét nhét, bữa nào đó nó nổ một cái bụp, chết. Chết trong nhà tắm, chết đến bên ngoài đường, chết bên quán nhậu, chết trên bàn làm việc, đủ kiểu chết. Giám đốc đang ngồi làm việc gục đầu xuống chết, hiểu không? Đang ngồi nhậu nhẹt với anh em gục đầu xuống chết. Quý Phật tử ơi, rồi đang chạy xe vậy, rồi ngã xe ra rồi chết dọc đường, đột quỵ đủ kiểu hết, hiểu không? Thành ra rồi quý Phật tử ơi, tất cả những cái đó quý Phật tử phải để ý mới được. Còn nếu không, chúng ta tu cuối cùng rồi chỉ toàn ten trong cõi ta bà hoài luôn, hiểu không? Cái bản ngã của mình đó, có đôi khi nó muốn về Phật. Quý Phật tử tưởng chừng như cái câu mà con nguyện con về Tây Phương Cực Lạc. Quý Phật tử ơi, cái gì nguyện mới được? Vô ngã nguyện thì chúng ta về được. Còn bản ngã nguyện chúng ta cứ toàn ten ở đây thôi. Cái vô ngã tức là mình nguyện về Phật. Mà vô ngã là gì? Là cái ngã của con nó nằm trong vô lượng ngã của tất cả chúng sinh. Chừng nào mình nguyện cái câu đó mà mình đem cái lòng yêu thương của mình yêu thương tất cả, hiểu không quý Phật tử? Thì lúc bấy giờ lời nguyện của mình mới vô ngã là niết bàn được. Còn bản ngã là gì quý Phật tử? Bản ngã là sản phẩm của địa ngục A Tỳ. Nguyện bằng bản ngã cứ toàn ten hoài luôn, hiểu không? Cái bản ngã của mình đó, nó có năm sợi dây thầy nói nãy giờ đó, là tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ này kia đó, năm cái sợi dây đó. Ở đây ai là người không thích tiền đâu, giơ tay lên coi. Nguyên một đạo tràng của mình, ai là người không thích xài tiền? Nó nói đó giờ con không có khoái tiền, bỏ tiền trong mình, con bực mình dữ lắm. Có bao nhiêu cũng cho người ta hết, ai không thích xài tiền giơ tay lên. Thầy nói thiệt, quý Phật tử, thầy xin lỗi quý Phật tử, cái người khùng khùng đó, họ cũng vẫn biết xài tiền. Hiểu không quý Phật tử? Chỉ có hai người không biết xài tiền thôi. Một là người nằm trong quan tài, hai người còn nằm trong bụng mẹ. Chỉ có hai người đó không biết xài tiền thôi, hiểu không? Tất cả chúng ta người nào cũng thích tiền hết. Nhưng mà thích tiền không có tội, nhưng mà cái cách xài tiền nó mới trở thành tội nha quý Phật tử. Có người xài tiền mà trở thành Bồ Tát, có người xài tiền trở thành quỷ dữ. Có 8 triệu thôi, một thanh niên này có 8 triệu, một thanh niên này có 8 triệu. Thanh niên này đã cầm 8 triệu đi vào trong làng ếch ô ếch, đem 8 triệu gửi vô trong đó để giúp đỡ những đứa trẻ bị sức mô cho nó tìm lại nụ cười. Còn anh này có 8 triệu rủ thêm 3 thằng nữa đi vô làng nướng chứ không phải làng ếch ô ếch, hiểu không? Vô trong đó thì chỉ có 4 thằng nó ngồi nó cười thôi. Và biết bao nhiêu chúng sinh phải điêu đứng, phải khổ tâm vì nó. Nó tìm vui trong sự đau đớn của chúng sinh. Nó kêu em của nó lên, kêu con tôm là thằng em của nó thôi. Thầy nói tất cả chúng sinh ở trong cõi ta bà này đó, chúng ta là con người, chúng ta là người anh người chị. Còn tất cả những cái động vật chúng sanh xung quanh mình là những đứa em bé bỏng của mình hết. Mình may mắn mình có ăn có học, cho nên bây giờ mình có thân thể đẹp này như thế này. Em của mình nó không có may mắn, nó làm những điều ác, cho nên bây giờ cái căn nhà của nó khác mình. Nó phải bò 4 chân, bò 8 chân, bò 6 chân, bò nhiều chân, hoặc là bò không chân, thí dụ vậy. Quý Phật tử ơi, đó là những đứa em của mình thôi. Trong cái vòng tròn luân hồi này, những đứa em của mình nó trở thành như thế đó. Cha mẹ của mình cũng có thể trở thành những con vật như thế đó, hiểu không? Thiếu may mắn một chút là chúng ta đã mất đi cảnh giới của con người. Vậy đó mà nó đành đạn nó vô trong đây, bắt đầu 4 thằng ngồi, hỏng chừng nó kêu con tôm, tức là cha mẹ ông bà của nó nữa không chừng, hiểu không quý Phật tử? Bây giờ mình tạm gọi đi, nó lôi tên những đứa em bé bỏng của nó ra, nó kêu lựa cái con này còn tươi còn lỗi nè, nó lụm lên, nó giết người ta trong khi người ta còn sống quý Phật tử à. Nó ăn mà trong sự dãy dụa của chúng sinh nó mới vui miệng. Thành 8.000 này quý Phật, 8 triệu này quý Phật tử ơi, đó là trò chơi của quỷ, hiểu không? Còn 8 triệu bên đây đó là gì? Phương tiện Bồ Tát hạnh của một vị Bồ Tát. Vậy thì tiền không có tội, mà cái cách xài tiền của chúng ta mới trở thành tội, hiểu không quý Phật tử? Cho nên quý Phật tử ơi, đừng có ghét tiền. Ai cho mình tiền cứ cất vô hết, hiểu không? Mình cất vô nhưng mà để mình xài một cái chuyện mà có lợi ích cho vô lượng chúng sinh, hiểu không quý Phật tử? Mình cất đi để làm lợi ích cho chúng sinh thôi chứ có gì đâu.
Quý Phật tử ơi, tại vì chúng ta không biết làm những cái phương tiện Bồ Tát hạnh, chúng ta không biết làm những cái phương tiện để lợi lạc cho con người, không biết làm cái phương tiện để chúng ta duy trì cái căn nhà công đức của mình. Bây giờ căn nhà công đức của mình lỡ nó bị lung lay rồi, giờ muốn gia trì nó lại để cho nó đứng lại, bị nứt rồi làm sao cho nó hết nứt. Thí dụ như bây giờ đó mình bỏng sẻn nhiều quá, tâm của mình nó tham đắm nhiều quá, tức là căn nhà bố thí của mình nó bị nứt rồi. Cho nên cái lòng tham của mình nhiều quá, bây giờ gia cố sao cho căn nhà của mình, cái bố thí của mình nó đừng nứt nữa. Mà bây giờ không có tiền có bạc làm sao đi bố thí, làm sao mua vô trong tịnh xá mấy chục bao gạo để mà cúng dường đấy, hiểu không? Cho nên không có tiền mà muốn gia cố lại căn nhà. Thì quý Phật tử ơi, mỗi ngày mình ăn cơm, quý Phật tử xúc vào trong cái nồi cơm điện ba lon, hốt lại một nắm để vô trong thao để dành. Tức là cả gia đình của chúng ta đều bố thí cho tịnh xá, mỗi một buổi ăn nắm, thấy không? Ngày được 2 nắm, một tuần lễ là 14 nắm rồi quý Phật tử, một tháng là nhân lên bao nhiêu, thì gom được bao nhiêu gạo này quý Phật tử đem vô tịnh xá. Cái tịnh xá này nhận được bịch gạo của mình 10 kg, 20 kg, mà không phải là chỉ riêng mình, mà đây là cúng dường của cả gia đình, hiểu không quý Phật tử? Cả gia đình đều nhịn hết mà cúng dường đều vui hết. Còn đôi khi quý Phật tử đem 4 bao gạo vô cúng, vợ đem vô cúng 4 bao, chồng chưa chắc gì đã vui, hiểu không? Chồng cúng dường 4 bao chưa chắc gì vợ đã vui. Còn đằng này ngày cứ 2 nắm, ngày cứ 2 nắm, 2 nắm, 2 nắm vậy mà cúng dường cả gia đình đều vui hết, hiểu không quý Phật tử? Đó là gia cố cho cái tâm của mình. Mình gia cố đi quý Phật tử. Mình tham nhiều quá rồi, mình quên rồi, bây giờ không có đi cúng dường cho ai hết, không có tiền cúng dường, nhưng mà cái lòng tham của mình nó sanh khởi hoài, thấy người ta giàu hơn mình là cũng khó chịu rồi, thấy người ta sung sướng hơn mình cũng khó chịu rồi. Đó là cái lòng bỏng sẻn ích kỷ của mình. Quý Phật tử ơi, đó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa ngạ quỷ đó. Cho nên mình sợ dữ lắm, hiểu không quý Phật tử? Thì chúng ta phải gia cố chỗ nứt này lại, đừng để cho nó nứt ra nữa, bằng cách mỗi lần ăn cơm hốt lại một nắm, mỗi lần vo gạo hốt lại một nắm, là mình gia cố cho cái tâm của mình để bích đi cái con đường đi về ngạ quỷ. Đừng để cho nó lộ ra ngoài, nó nứt nhiều chừng nào, nó rộng nhiều chừng nào, chết đi về trong kẻ nứt đó, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cố gắng, mình phải biết gia trì cho mình mới được, chứ còn không biết gia trì cho mình rồi cuối cùng rồi chết, thấy không? Rồi cái giới nữa nè, cái con mắt nữa là con mắt mà không có đeo cái gì quý Phật tử, không có trang điểm phải không? Không có trang điểm, không có đeo bông, không có sức cái gì lên trên mặt, dễ cái gì lên chân mày với con mắt của mình, đúng không? Đó. Rồi không có đờn ca hát sướng quý Phật tử. Nhưng mà đạo tràng của mình hiện tại hồi sáng tới giờ có sức cái gì lên mặt, có đờn ca hát sướng chưa? Con chưa biết, chứ không phải là chưa không, hiểu không? Ở đây thầy nói thật quý Phật tử ơi, quen rồi, mình không có thể nào mình nói là không có được hết, hiểu không? Cái người mà quen rồi đó, quen vẽ, quen trét lên trên mặt của mình rồi, đi đâu cũng trét, hiểu không? Đi đám trét nhiều, vô chùa trét ít chứ cũng trét miếng mới được. Dạ mô Phật, từ đây về sau con không còn trét nữa, bởi vì con xăm nó luôn rồi, đâu có trét nó nữa đâu, thấy không? Hồi xưa con đi vô trong chùa, con còn ngồi, con còn quẹt cái môi của con cho nó đỏ đỏ lên chút, mô Phật độ rầy bỏ luôn rồi thưa sư. Sư hỏi hay, con bỏ hay quá vậy con, là tại vì con xăm nó luôn rồi, con khổ quá, hiểu không? Đâu có vẽ chi nữa đâu, phải không? Xăm nguyên một con sâu đen thui trên cái chân mày, cần gì vẽ nữa, nó cực, phải không quý Phật tử? Cho nên đó là gì? Giới thứ 6 đó quý Phật tử. Tại sao xăm vậy quý Phật tử? Tại sao xăm vậy? Lý do xăm theo ý mình, tại vì mình vẽ xấu quá, mình cầm cái viết mà vẽ chân mày, nhiều khi vẽ ngồi cái chân mày này chân mày kia hai bên nó sệ, biết không? Nó bị chinh, thôi đi vô tiệm xăm luôn cho nó đẹp. Thấy không quý Phật tử? Muốn đẹp mà còn lười biếng nữa đó. Cái môi thì nó tái vậy đó, mà cứ vẽ môi đỏ lên vậy nè, vô ăn đâu có được, vô đám cưới ăn thì nó dính môi, dính son hết, nó trúc sóc, nó tróc ra hết. Bực mình quá, làm vậy rồi là kể như ăn không có được gì hết, phải không? Bây giờ quý Phật tử nữ thử coi, tha son rồi ngồi ăn coi, nó kỳ dữ lắm luôn.
người ta không có tha son, người ta ăn thấy dễ thương, thấy tự nhiên lắm. Còn mình ăn, mình tha son giống như cái bàn phà mà nó đón xe lên vậy nè. Nó cứ chề cái môi nó ra hoài, nó sợ tróc son. Thấy không? Thành ra bây giờ con làm biến, con không thèm sơn nữa, con không thèm trét nữa, mà con xăm tại chỗ luôn. Ăn cho nó dễ. Phạm giới thứ sáu đó quý Phật tử. Thấy không quý Phật tử? Phạm hoài luôn. Bây giờ tại vì ngồi ở đây quý Phật tử không thấy, chứ tất cả chúng ta phạm giới thứ sáu nhiều lắm. Quý Phật tử cứ trét lên trên mặt của mình hoài luôn. Phải không? Có ai muốn người khác trét lên trên mặt của mình điều xấu đâu. Mình muốn trét lên trên mặt của mình những lời khen, lời tặng thôi. Người ta nói mình tu chân chính lắm, chàng ơi, ở chùa này có ông hai, ông ba, cô năm, cổ tu quá trời tu, có căn tu dữ lắm luôn. Phải không? Nguyên một đạo tràng cổ tu hạng nhất đó, nguyên một đạo tràng ông hai tu hạng nhất đó. Người nào mà cười mà khoái tức là trét lên trên mặt rồi. Cái son đó là cái son của thiên hạ đang trét lên trên mặt của mình. Quý Phật tử ơi, đâu phải là son phấn ở cuộc đời bên ngoài trét lên mặt đâu. Mà mình thích người ta khen mình, thích người ta cứ tân bốc mình, tức là mình đang phạm giới thứ sáu trang điểm cho mình. Hiểu không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đang phạm cái giới đó nhiều lắm mà mình không biết. Hiểu không? Mình đi mà ai nói, chàng ơi, nhỏ này con nhà ai nó đẹp dữ vậy ta, tóc nó dài thường thượt đẹp quá trời đẹp. Đi bắt đầu ngó lên trời đi, không, phạm giới thứ sáu. Phải không? Phạm giới thứ sáu. Đạo tràng mình dễ bị lắm quý Phật tử đó. Rồi cái giới thứ bảy là không ngồi giường cao, không nằm giường cao, ghế cao gì, quý Phật tử có không? Thì ngồi nghe ngồi trên ghế là phạm giới rồi. Tại vì hồi xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đi tu thành đạo đó quý Phật tử, ngồi dưới gốc cây. Bây giờ mình ngồi trên ghế, vậy là mình đã phạm rồi, phạm với Phật rồi. Cha của mình ngồi trên cục đá trải cỏ để ngồi. Phải không? Bây giờ có ghế mới ngồi. Sư nói sao không ngồi dưới gạch? Con dạ già rồi, ngồi dưới gạch tê chân. Thấy không? Đó. Cái thứ hai nữa quý Phật tử ơi, mình ngồi mà mình còn lựa chỗ nữa. Lựa cái chỗ nào gần quạt máy cho nó mát một chút. Chỗ này ngồi xa quạt quá. Lựa cái chỗ quạt máy là chúng ta đã phạm nằm giường cao, ghế cao, rộng, lớn rồi đó. Chứ ở trong chùa, trong tịnh xá này đâu có cái gì cao đâu mà nằm. Phải không quý Phật tử? Nhưng chúng ta lựa cái chỗ là chúng ta đã phạm giới thứ bảy. Giới thứ tám, ăn phi thời. Quý Phật tử có ăn phi thời không? Có ăn không? Ăn phi thời không phải là ăn một buổi. Không phải. Ăn phi thời có nghĩa là ở trong đây sư cho phép mình người tu tại gia một ngày một đêm ăn sáng, ăn trưa, tối không ăn, chiều không ăn. Đúng không? Cái đó không phải. Đúng là như vậy. Nhưng mà coi chừng mình ăn chánh thời, mình cũng phạm tội ăn phi thời. Ăn phi thời có nghĩa là gì? Chữ phi ở đây là thị phi phải quấy. Cái thời ăn của mình mà mình còn khen chê là ăn với Phật mà gọi là ăn phi thời. Lên quả đường ngồi ăn giờ của Phật đó mà mình chê, mình khen, mình chỉ cần mình nói bữa nay ai kho vừa miệng quá, ngon quá, phạm giới thứ 8, ăn phi thời. Mình ăn mà mình còn khen, tức là mai mốt mình sẽ chê. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên ăn còn khen chê là ăn phi thời, cho dù ăn buổi nào cũng vậy. Mình ăn mà mình không biết mình ăn, ăn phi thời. Mình ăn mà để cơm dính lên trên môi, để muỗng rớt dưới đất, ăn phi thời. Hiểu không? Ăn không có oai nghi, ăn không có tề chỉnh, ăn mà không biết mình đang ăn, ăn mà mất tự chủ, ăn mà không phải là một con người còn sống để ăn, mà giống như là xác sống nó cà tưng nó ăn vậy đó. Phải không quý Phật tử? Nó ngồi nó ăn mà nó đổ tháo tùm lum hết luôn. Ăn mà nhai nghe rột rột rột, ăn mà sặc một cái nghe cơm gì đó nó văng tùm lum hết. Quý Phật tử, ăn như vậy là ăn phi thời. Hiểu không? Người Phật tử ăn cơm dứt khoát không để cho thức ăn mà người khác, người đối diện nhìn thấy. Mình nhai mà người đối diện không nhìn thấy thức ăn trong miệng mình. Còn đằng này quý Phật tử ngồi ăn răng cỏ mà rụng cái nào, mất cái nào, còn cái nào, ta biết hết luôn. Chàng ơi, chả súng tùm lum hết mà chả ăn rau sống không, ví dụ vậy. Mình ăn mà mình hả chứ cho nó bự dữ vậy. Cho nên trong giới của Phật đó là những người xuất gia ăn nhai không được quyền ra tiếng đó.
ăn dưa leo mà nhai là rào 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 thất bại, ăn phi thời. Cho nên quý Phật tử coi chừng, trong 8 cánh cửa đó chúng ta đều phạm hết luôn. Ăn cơm mà ngồi nói chuyện, ăn phi thời. Tại vì mình ăn cơm là mình đang tập trung, mình ăn với Phật, chứ không phải mình ăn để mà mình trò chuyện với nhau. Mình ngồi mình ăn mà khiều khiều, khiều khiều bà đó, bên ai tao hủ mặn phải không chị? Ê ơi, mình ăn mình mặn một mình biết rồi, còn khiều chứ người ta nói nữa. Quý Phật tử ơi, cái đó là không nên, đó là phạm giới thứ 8, ăn phi thời. Cho dù ăn sáng hay là ăn trưa. Hồi sáng này thầy thấy quý Phật tử ăn phi thời nhiều lắm. Ngồi ăn mà nói chuyện răng hết luôn rồi, chết luôn rồi. Thấy không? Mời người ta đi vô ăn, quý Phật tử cũng phải nên nhớ, mình không phải, không thể cho cái mời hay là cái ăn đều phạm phi thời hết. Thấy không? Đi vô dẫn người ta đi vô tới, kêu lại cho cô một tô đàng hoàng nhỏ nhẹ, chứ không phải là mình kêu dơi giới. Hiểu không quý Phật tử? Ngồi ăn cũng vậy, ăn từ từ thôi, không có la, không có nói gì hết. Người ta mời, phải ăn. Vô trong tịnh xá tu, mời là ăn, chứ không nói rằng là cái gì hết. Còn quý Phật tử mời mà cứ chối, để bữa hãy bên vô mời cái nhìn coi, nhìn thấy ngon, ăn. Nhìn cái bắt đầu thấy nó ớn ớn trong mình, dạ thôi, ăn rồi ở nhà rồi. Quý Phật tử ơi, mình còn phân biệt như vậy là phạm giới thứ 8 phi thời. Hiểu không? Mời là cứ vô ăn, không phân biệt được bên đây ngon hay dở, không cần. Nó vô nhìn xong rồi mới ăn hay không ăn. Mời ta dọn cho đã, vô xong cứ nhìn, chàng ơi nhìn cái mâm cơm thấy phát ngán luôn, hết ăn. Quý Phật tử ơi, cơm là gì quý Phật tử biết không? Thầy kể cho quý Phật tử nghe, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Tôn giả A Nan, trong cái quá khứ vô lượng kiếp đó, thời Đức Phật Quan Âm Dương Như Lai, có một vị tỳ kheo phát nguyện trước Phật Quan Âm Dương rằng, kiếp sau và kiếp sau nữa con nguyện làm thân cây lúa, để con có thể sinh ra muôn ngàn hột lúa, để cho tất cả chúng sinh gặt cái thân cây lúa con vào, đập cái lúa con ra thành từng hạt lúa, để rồi giã cái thân con ra thành từng hạt gạo, rồi nấu cái thân con lên thành từng hạt cơm, để cho chúng sinh qua đói, qua cơn đói. Lúc bây giờ A Nan hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị tỳ kheo nào mà vĩ đại quá vậy thưa Thế Tôn? Đức Phật Thích Ca trả lời, vị tỳ kheo đó chính là Như Lai đó các con ạ. Cho nên hàng ngày chúng ta nhai cái nguyện thân của Phật đó, vậy mà mình ngồi mình cứ chê cái nguyện thân của Thế Tôn hoài luôn. Chê bữa nay cơm khê, bữa nay cơm khét, bữa nay cơm nhão, bữa nay cơm này hôi móc quá. Quý Phật tử cứ chê hoài mà quý Phật tử không nhớ, đó là nguyện thân của Phật giúp đỡ cho chúng ta vượt qua cân đối để chúng ta tu. Ăn để mà tu chứ không phải là tu để đi kiếm cái ăn đâu. Có nhiều người nói tại sao cô không đi mấy cái tỉnh xá khác, vô tỉnh xá Ngọc Thành không vậy? Vô tỉnh xá Ngọc Thành có ăn sáng đồ này kia, mấy tỉnh xá kia bỏ đói thấy bà luôn. Ví dụ vậy. Mình tu là ăn để chúng ta tu, chứ không phải tu để mình kiếm cái ăn đâu. Có nhiều Phật tử đi tu lựa tu của chùa ni, còn chùa Tăng không có lợi đâu. Chùa Tăng nấu ăn dở quá. Tu lại chùa ni, có đồ ăn cho ngon. Đồ ni, chùa ni thay đổi món ăn hoài. Thấy không quý Phật tử, như vậy là mình phạm giới thứ 8 mà mình không hay đó. Cho nên đó, hôm nay cái nhân duyên đầu tiên thầy đến đây với đạo tràng, thầy chỉ cho quý Phật tử đừng bích lối ba chốn quay về của mình, Phật, Pháp, Tăng. Đừng bao giờ vô tình làm cho Đức Phật chảy máu, đừng vô tình đốt hết kinh sách của Đức Thế Tôn, và đừng vô tình giết chết người thầy dẫn đường của mình. Điều thứ hai nữa, 8 con mắt để cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Đừng để cho con ma nó thâm nhập vào trong công đức của mình để nó giết chết niềm tin. Đừng để nó ăn trộm niềm tin. Đừng để bao giờ để cho nó có thể là sống mà nó dễ vui quá. Đừng đam mê quá, đừng ham muốn một cách vô cớ quá. Đừng bao giờ phạm cái giới trộm, đừng bao giờ phạm giới mà vọng ngữ nữa. Quý Phật tử hứa với Phật như thế nào, làm theo lời Phật dạy như thế đó. Đừng nói dối Phật nữa quý Phật tử. Mình nói dối Phật, nói dối chúng sinh, nói dối bản thân mình, nói dối với bạn đạo, nói dối với thầy tổ, đủ cách nói dối hết quý Phật tử, thấy không? Ở đây thầy không nói tới những cái nói dối xa nữa. Bây giờ có nhiều người làm những cái việc nói dối vậy lắm quý Phật tử à. Thầy nói ví dụ như tập hợp một cái hội gọi là hội phóng sanh, rồi kêu gọi anh chị em hùng tiền vô để đi ra chợ mua cá phóng sanh, chọn một cái ngày nào đó nhất định, rồi chị em hùng tiền lại 10 triệu bạc để đi ra chợ phóng sanh ngày rằm tháng 7, ví dụ như thế. Đem 10 triệu đi ra chợ mua hết 10 triệu hay không? Đó là điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Hiểu không? Cầm 10 triệu đi ra chợ mua hết cái chợ Ô Môn luôn, chừng 8-9 triệu đồng bạc cá là nó quá xá nhiều rồi. Thả 8-9 triệu tiền cá đó, còn 1-2 triệu
nó đi về đâu. Phạm với trộm cắp, mà trộm cắp không phải của bạn đạo, mà trộm cắp máu thịt của chúng sanh vô tội luôn. Tại vì 1 triệu còn lại là 1 triệu đó còn phóng sanh được bao nhiêu con cá, mà tại sao chúng ta ăn 1 triệu đó để cho những con cá này phải chết ở trong mâm, phải không? Cho nên coi chừng mình ăn trộm sinh mạng của chúng sinh nữa đó quý Phật tử. Ở đây thầy nói trong cái phạm trù tu của mình thôi, không có nói về ngoài đâu quý Phật tử. Ở ngoài còn dữ dằn hơn nữa quý Phật tử ơi. Đó, cố gắng đừng bao giờ để cho tâm của mình hời hợt, đừng trang điểm cho mình bằng những cái lời ca tụng nữa. Tất cả chúng ta tu, chúng ta phải đạt làm sao cái vô ngã là niết bàn. Đừng bao giờ để tu tô điểm thêm cho cái bản ngã của mình. Bản ngã càng dày, địa ngục càng dày. Quý Phật tử ơi, bản ngã là sản phẩm của địa ngục A Tỳ, hiểu không? Cho nên hãy cố gắng đoạn trừ nó đi, và cố gắng làm sao đừng bao giờ để cho cái mà cái giới thứ bảy nó làm cho chúng ta mất đi hết phong độ của người con Phật, mất đi hết cái duyên dáng của những chiếc áo giới này, quý Phật tử hiểu không? Áo giới là bảo hộ y, thì tất cả chúng ta tu, chúng ta phải làm sao bình đẳng với nhau, yêu thương với nhau. Đó, mình phải làm sao vui thì vui sau chúng sinh, lo thì lo trước chúng sinh. Đó là bảo hộ y, là giới thứ bảy đó quý Phật tử. Còn đằng này, vui thì vui trước, lo thì lo sau. Kia đi lên chỗ giảng đường để mà ngồi tu là bắt cái ghế kế quạt mái trước rồi, tu xí chỗ này. Còn thí dụ kẹt công chuyện gì đó, cái bắt đầu lấy cái ghế để gần cái quạt máy, cái để cái giỏ đồ mình lên trên đó, xí, xí cái này rồi. Để cái giỏ vô là xí rồi đó, phải không? Rồi bắt đầu kết, thích một cái bà nào nữa. Rồi ngồi, muốn ngồi kế bà này đặng nhiều chuyện thôi. Rồi sợ cái bà khác lại ngồi, cái bắt đầu ngồi đây để cái mình ngồi đây rồi xong lấy cái giỏ để qua ghế này. Bà nào lạ lạ lại nó có chủ rồi, chỗ này có người rồi. Thấy không quý Phật tử, phạm cái giới thứ bảy hết luôn. Thì như vậy đâu có được quý Phật tử. Mình tu, mình là con của Phật thì như thế, đều là con của Phật, bình đẳng yêu thương nhau. Đừng bao giờ để lạc vào trong cái giới thứ 8 nữa nghe quý Phật tử. Tất cả những cái mà gọi là gì, ăn uống cũng là Phật. Đi đứng đà Phật rồi, nhưng mà ăn uống cũng phải là Phật. Mình ăn cơm là ăn cơm chung với Phật. Đừng khen chê, đừng có thắc mắc, đừng có ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn ít. Đừng có chê bằng cái cảm tính, đừng có chê bằng miệng, đừng có chê bằng cảm tính, đừng có chê bằng con mắt. Chê bằng con mắt là gì? Nhìn vô mâm bỏ đi chỗ khác, không ăn. Chê bằng con mắt, chê bằng cái miệng, nghĩa là không có bao giờ tế nhị, không? Ăn không ngon là nói không ngon, ăn dở là nói dở, ăn ngon là nói ngon, cứ chê bằng cái miệng thôi, mà không nghĩ đến sự cực khổ của người ta đứng ở dưới bếp, hiểu không? Chê bằng miệng. Còn chê bằng cái cảm giác của mình, có nghĩa là cũng dị bụng đó, nhưng mà ngon thì ăn được 2 chén, dở ăn chén thôi rồi đứng dậy đi về. Tất cả những cái đó đều phạm giới thứ 8, ăn phi thời hết đó quý Phật tử à. Cho nên đó, mình tu Bát Quan Trai Giới là tập làm một con người xuất gia một ngày một đêm, tập để chúng ta khởi động, để chúng ta đi lên con đường giải thoát của Đức Phật. Chúng ta đề ba, nhưng mà chúng ta phải để cho máy nó nổ hoài, chứ không phải đề ba rồi tắt, đề ba rồi tắt quý Phật tử à. Đừng để cho chiếc xe mình nó lạc, nó lỗi hẹn chuyến hành trình đi, hiểu không? Thân thể của mình là một chiếc xe, tâm linh của mình là một người tài xế. Chúng ta đã đề ba rồi thì chúng ta hãy để cho chiếc xe mình cứ chạy đi về, đi về cái lộ trình của Phật đi, hiểu không? Đừng có tắt máy rồi nằm đó, tắt máy rồi nằm đó hoài quý Phật tử ơi, rồi biết chừng nào đi về Phật. Rồi một mai hai cái tên gọi là mặc áo trắng mặc áo đen nó đến đó, quý Phật tử ơi giật mình, mình chưa về Phật mà hai tên này đã dẫn mình đi về thế giới của địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, thấy chưa? Cho nên tất cả những cái điều đó quý Phật tử phải nhớ, đừng bao giờ tự hào tôi còn khỏe. Đừng nói câu nói đó. Con quỷ nó mặc áo trắng nó nói rằng là trời ơi, trong đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành này sao mà tóc bạc nhiều quá vậy ta? Tôi thèm mấy bà tóc bạc, mấy ông tóc bạc quá. Con quỷ mặc áo đen nó thèm mấy bà tóc bạc, mấy ông tóc bạc lắm. Còn con quỷ mặc áo trắng nó nói huynh, huynh sao không biết cái tôi khác, tôi đen trắng gì tôi khoái ráo hết luôn. Hiểu không? Mình ngồi trong đây đừng có nói già mới chết, tuổi trẻ cũng có thể chết được quý Phật tử à, hiểu không? Hai con quỷ vô thường đó nó thích ai, nó đến nó nói anh hai ơi, tôi nói anh nghe nè, giấy tạm trú tạm vắng của anh ở cõi Ta Bà hết hạn rồi, về. Rồi xong sáng cứng ngắc, hiểu không quý Phật tử? Hễ mà con quỷ vô thường mà nó gọi tên ai là sáng nó cứng còn liền. Ngủ chung với cháu ngoại mà chết hồi nào cháu ngoại không hay luôn, hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng nghĩ y,
Phải không? Mình làm sao mà khi chúng ta còn sống, chúng ta để lại cho cuộc đời một khối yêu thương. Đừng để khi chết rồi, chúng ta để lại một khối hờn, một khối hờn, một khối giận. Hiểu không quý Phật tử? Chúng ta sống làm sao cứ buông bỏ, buông xả. Đừng có quan trọng, đừng có để bụng nữa. Mình đi bằng cái hành trang của mình là hành trang của nụ cười. Tất cả những cái thứ gì ngoài nụ cười ra dục xuống hết đi. Nó nặng lắm quý Phật tử à. Trong kinh Địa Tạng nói càng nặng thì càng lún thêm lần. Hiểu không? Cho nên thầy cầu chúc cho đạo tràng của Tịnh Xá Ngọc Thành của chúng ta, điều thứ nhất là luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn và sát cánh bên nhau, xích lại gần nhau trong cùng một tần số yêu thương. Và cầu chúc cho đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua Thượng Tọa đã ban cho chúng con những lời pháp nhũ rất là quý báu đối với sự tu học của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho Thượng Tọa giảng sư được sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.